Gion Tiara lần đầu đóng chính phim truyền hình nhưng lại đụng bom tấn Penthouse Bar. Được coi là người đẹp có số phận lận đận nhất K-pop, Gion Tiara cuối cùng cũng có vai chính đầu tiên trên màn ảnh nhỏ sau hơn chục năm đóng vai phụ. Bộ phim Next Door Witches, tạm dịch Phù thủy Si nhà bên, có sự tham gia của Gion, Lee Tae-sun, Yan Eui-soo và Go Soo-min sẽ phát sóng vào tháng 6 tới. Next Door Witches xoay quanh Seo Ye-ji, Gion, một blogger mảng làm đẹp với khả năng trang điểm siêu đỉnh. Cô đã bén duyên với Lee Woo-bin, Lee Tae-sun, giám đốc điều hành của một công ty mới thành lập về mỹ phẩm. Sản phẩm của anh ấy được Seo Ye-ji rất ưa thích, nhưng anh lại gặp nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận người đẹp. Anh rất thông minh nhưng không có kỹ năng hẹn hò. Liệu bằng cách nào chàng trai này sẽ chinh phục được người đẹp đây? Ngoài ra, cô còn được Yan Eui-soo thủ vai Lee Tae-kyung, giám đốc của công ty MCN thầm mến. Go Soo-min đã được chọn vào vai Oh Oh-yeon, một người sáng tạo nội dung khác có hơn 1 triệu người đăng ký. Cô từng là thần tượng của Seo Ye-ji, nhưng sớm trở thành kẻ gây rối với bệnh ngôi sao, đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt và chất lượng nội dung của cô ấy ngày càng đi xuống. Cô hiện là đối thủ của Seo Ye-ji. Đã nhiều năm kể từ Death Bell 2, Hồi chuông tử thần 2, Trường học đẫm máu năm 2010, Gion mới đóng vai chính trở lại. Gần đây cô xuất hiện trong Imitation, Ngụy tạo, cùng dàn idol K-pop. Cô vào vai Larima, nghệ sĩ solo nữ nổi tiếng nhất trong phim. Với tài năng và sức quyến rũ bẩm sinh, Larima vươn lên thành idol hàng đầu của làng giải trí. Trong hình teasers, Larima xuất hiện với vẻ tự tin, có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đầy sức hút. Cô diện trang phục có màu sắc nổi bật, ngoại hình được chăm chút chỉnh chu. Park Ji-yeon sinh năm 1993, ra mắt cùng nhóm Tiara từ năm 2009. Sau 12 năm hoạt động trong ngành giải trí, em út Tiara vẫn khiến nhiều netizen kinh ngạc bởi visual sắc sảo, hầu như không mấy thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Imitation là tác phẩm mới của Ji-yeon sau vai phụ trong drama I Wanna Hear Your Song năm 2019. Nhà sản xuất của Imitation từng cho biết, Park Ji-yeon hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Larima. Cô ấy không chỉ có visual và sức quyến rũ phù hợp với hình tượng nhân vật, mà cũng là một nghệ sĩ solo hàng đầu. Sức hút của cô ấy sẽ mê hoặc khán giả. Nội dung Imitation xoay quanh ba nhóm nhạc thần tượng hư cấu T-Party, Sash, Sparkling. T-Party là nhóm nữ tân binh gồm Lee Maha, Jung Ji-soo đóng, Shim Hyun-ji, Lim Na-young, Yuria, Min-so, Tania đóng vai Ji-hak, CEO của công ty quản lý T-Party. Các fan không khỏi cảm động vì cuối cùng Ji-yeon cũng được tỏa sáng trong phim riêng, nhưng khá lo lắng vì phim chiếu cùng ngày với bom tấn Penthouse Bar. Bình luận của cư dân mạng: đừng vào vai bị trai đá, trai phủ nha chị. Đóng 10 phim chưa có phim nào có mảnh tình vắt đến tập cuối. Cuối cùng chị tôi cũng được trai theo đuổi rồi, cảm động quá. Trời ơi, cuối cùng cũng có phim chị đẹp tôi đóng vai chính. Cuối cùng em cũng được vào vai chính, lại còn không bị phủ nữa chứ. PSG nhưng không cảm nổi 2 năm chính phim này, không thể cho người đẹp hơn. Hệt, chiếu cùng ngày với Penthouse thì chị tôi sao ăn nổi. Next Door Witches được sản xuất bởi Kim Jong-hak Production, người cầm trịch các bộ phim truyền hình nổi tiếng như High and Rush và Gold, The Starry Night.